nóng nực thế này ai chả mệt. Bà ơi, à, bà biết là cái mùa nắng cái này tôi chỉ thích có cái bùng tơi với rau đây, làm bát canh ăn nó dễ nuốt rồi. Cơm chả có tí rau đâu cả này. Ôi, khổ quá, đã bảo rằng là từ quán về tôi oải lắm, tôi cũng chẳng muốn ăn uống gì đâu. Tôi rán vội cái đậu lên xong rồi là đấy, luộc nhanh cái thịt ấy, thôi ăn đi. Tôi cố gắng vậy chứ làm nào, cho mai tôi mua rau rồi tôi nấu cho mình ăn. Đậu rán vội mà nó vàng ươm thế này, rán thế này để mất hết chất rồi. Ôi được rồi, tôi mình ăn đi, tôi không thể ăn thịt vậy đây. Ăn thịt vậy. Này, ăn đi rồi cho nó có sức khỏe. Chứ đừng cau có nữa, cho tôi có hứng ăn một tí. Thôi, thịt tôi nhường cho bà. Thôi. Tôi hồi trẻ ai mà, hai vợ chồng sống với nhau, bà rất hiểu tính tôi. Chỉ có rau đay mùng tơi thôi. Rồi, ngày mai nếu mà mình thích ăn rau đay mùng tơi thì cho nó mát ruột gì, tôi mua mấy con cua, thế là nấu với canh rau mùng tơi cho quả bướp hương ở ngoài vườn vào. Đấy, thế mình ăn, à, cà pháo nữa, đúng chưa? Biết bao giờ cho đến ngày mai. Này, ơi, mình ăn cho hứng khởi lên tí cho vợ ăn với nào. Trời ơi, không phải hứng khởi, cơm không rau, chỉ có thịt với đậu này thì hứng khởi làm sao được. Nếu mà không ăn được nhiều cơm ấy, em tính này này. Hay là em gọi điện cho thằng Hưng, nó gửi thuốc về về nó tẩm bổ cho mình nhá. Nó gì rồi tẩm bổ? Mà trong người đây này, nó lại nứt ra đến nơi rồi đây này. Mày này, cái áo này mặc bao năm rồi, thế mà chả động viên chồng để chồng đi mua cái áo khác mặc. À, được rồi. Đây này trông có như lực sĩ này. Thôi được rồi. Khổ quá, sao ăn cơm có toàn trách vợ ấy nhở? Cái áo này mấy năm mới mặc chứ người ta có thay đổi đâu. Trách tiếc gì đâu mà, sao lạ thế, đến cái tuổi này cho người mình nó cứ phì như thế. Sức khỏe bây giờ già thì nó phải sập sệ ra chứ còn làm nào, thì mình ăn đi. Này, em bảo đừng ăn đậu mà nó không có sức khỏe, mình phải ăn thêm thịt vào nó mới có đạm. Ủa, mình ơi, mình. Rồi ăn tí nước mắm mà bị nhiệt đau quá. Xót quá, không thể nào ăn được cơ. Khổ, mùa hè nóng được khổ quá cơ. Bác Dân, bác Tình ơi. Dạ, con chào hai bác ạ. Dạ. Ô, hai bác làm gì mà lại ngồi như tượng thế ạ? Trời nó nắng được thế này, cơm mà không có rau, bác ngồi bác ngắm bác Tình. Ôi, cơm đã dọn ra rồi mà hai bác lại cứ ngồi nhìn nhau, hay là hai bác đang giận nhau? Hai bác cứ nói cho con biết đi, để con làm trọng tài con phân xử cho. Cái thằng này mày thì được cái màu mồm màu miệng vớ vẩn đây. Nóng được thế này bác ngồi bác ngắm bác Tình để cho bác ấy ăn được chưa? Không, không giận dỗi gì đâu, nóng được không muốn ăn ấy mà. Mà bác vội về có sẵn thịt với cả đậu rán nhanh nhanh xong rồi ăn, thiếu rau cho nên là bác giận bác không ăn cơm. Ăn cơm chưa? Dạ, con chưa ạ. Con vừa mới đi đá bóng về. Tiện với là chạy qua hai bác xem có cái gì ăn không. Này, dạ. Đá bóng về mà bụt mạnh lắm đấy. Ăn phải nói đấy. Bây giờ ăn cơm nhé. Dạ vâng. Nhà con thì hay ăn cơm muộn, nhà bác ăn cơm sớm rồi mà. Rồi. Con xin ạ. Ăn cơm đi. Dạ, con xin bác. Dạ. Cháu. Dạ. Cháu ăn hết cái đĩa thịt này hộ bác. Với điều kiện năm buổi chiều mày sang mày dọn cái quán nước cho bác. Ui, tưởng chuyện gì khó thì bác cứ để cháu giải quyết ạ. Nhớ dạ, con mời hai bác ạ. Nhớ là phải năm buổi chiều sang dạ, dọn rồi quán ấy. Nước cho dạ, bác nhá. Dạ. Rồi ôi. Ngon lắm, còn ngon là hai bác ngon rồi không? Ngon. Rồi ôi. Ui rồi ôi anh ấy tập. Ui rồi ôi. Bác chồng mày ăn mà bác sướng quá. Bác chỉ hình dung lại mấy chục năm về trước, bác cũng ăn như mày. Ôi trời ơi, thôi ông ơi, đừng so gớm. Tuổi trẻ nó như thế, già rồi làm sao so với trẻ được. Thế mới gọi là ước, chứ ai dám so. Bác Tình nó cũng đúng ạ. Mà con ăn cơm với chị đấy, mà không ấy, thì cũng có nước lắm. Cũng chỉ là hai bác cũng phải ăn nhiều rau mà cho mát, chứ cơm mà không có rau này thì chết, thiếu, không đủ món ạ. Rồi, đấy, bà xem nha. Cháu nó cũng ủng hộ tôi đấy, rồi. Không phải là tôi khó tính là không có rau tôi không ăn đâu. Rồi, môi. Dạ. Nghe bác dặn đây này,
ăn cơm no xong ở đây. Mẹ. Về xem giúp việc nhà việc cửa cho mẹ. Lúc nào lông bông chạy bóng đá với cả bóng chảy nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi. Bác Tỉnh mà nói đúng đấy. Thanh niên như các cháu chơi cũng được. Nhưng phải có thời gian giúp đỡ bố mẹ nhá. Nào. Này, mà cháu ơi. Cháu có lông bông suốt ngày này. Ôi trời ơi. Vợ con nữa chứ. Con lông bông lông ngày thì cũng phải có tí thể thao thì nó mới khỏe chứ ạ. Thôi. Thể thao thì bác ủng hộ, nhưng mày quá kém luôn. Tao thấy con gái ở cái làng này bao nhiêu đứa mà mày tán đứa nào thì đứa ấy chạy mất dép lẽ nào. Thôi, con biết đâu được cái duyên nó tới. Trời ơi, bác nghe được. Tóc lại búi lên thì trông như con chào màu. Thì con hâm mộ cầu thủ bóng đá thì con mới để tóc dài. Đấy, kể cháu nó ông ấy, thử ăn cơm cho cháu nó ăn. Đây này, Ronaldo vẽ hỏng đấy. Cháu chào cô Tình ạ. Ơi, Ngọc đấy hả cháu? Ngồi uống chén nước cho nó mát. Dạ. Cháu mang hạt giống rau mồng tơi sang cho cô trồng, lấy rau ăn cho mát ạ. Rồi, cô cảm ơn cháu. Trời ơi, cây mùa này ấy mà, cứ nói đến rau là thích rồi cháu ạ. Dạ. Ở nhà cháu bây giờ cũng thích ăn rau hơn ăn thịt đấy cô. Vừa mát lại vừa tốt cho sức khỏe. Ồ đấy, hôm qua ấy, dọn mâm ăn ra. Ôi trời ơi, ở quán về, mệt quá, chưa kịp nấu canh. Thôi thì ăn tạm những thức ăn hôm qua thì bà, không có tí rau nhá. Mà bác dần bác làu nhau cả bữa ăn đấy. Bố mẹ cháu ở nhà cũng thế đấy cô ạ. Ở nhà cứ phải có rau cơ. Đấy. Cô cũng chịu khó nấu nhiều rau vào. Ăn vừa thanh nhiệt giải độc lại rất tốt cho sức khỏe. Đấy. Thế là hôm nay cô Tình phải mua nhá rau dền về để nấu bát canh cho bác ấy ăn. Đấy. Mà rau dền nhá, cứ nghĩ thôi đã thấy thèm rồi. Nấu với tôm đúng không? Xong rồi ăn với mấy quả cà pháo này, đậu tẩm hành. Trời ơi, lùa xòm xòm mới bắt là xong. Vâng ạ, thân và lá của rau dền còn có vị ngọt, chứa nhiều protein, lipid, glucid, nhiều vitamin, sắt và khoáng chất. Còn có cả canxi, rất tốt cho sức khỏe đấy cô ạ. Ôi dồi ôi, nghe cháu nói thì bây giờ cô mới biết là trong rau dền có nhiều vitamin tốt cho sức khỏe như thế đấy. Mẹ cháu cũng hay nấu canh rau dền với tôm khô hoặc là thịt, cũng ngon lắm cô ạ. Mà nhiều khi luộc ăn nó cũng rất là lạ và ngon. Này Ngọc ơi, dạ. Thế rau mồng tơi thì cung cấp cho cơ thể cái gì? Trong rau mồng tơi thì khá dồi dào vitamin và khoáng chất. Nổi bật nhất là hàm lượng sắt, canxi, vitamin A, C và các vitamin nhóm B. Đây đều là những yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, giúp nâng cao sức đề kháng và sức khỏe. Ăn canh mồng tơi lại còn có thể giúp thanh nhiệt, nhuận tràng đấy cô ạ. Trước đây ấy, cô chỉ nghĩ là gia đình nhà mình thích ăn rau thì nghĩ là chỉ là ăn ngon thôi. Bây giờ nghe cháu nói đấy, đúng là người có ăn có học có khác. Phân tích là rau này tốt cho sức khỏe này, có những cái gì cung cấp vitamin C này. Ôi trời ơi, đúng là già cả. Chưa biết là cái loại nào. Ngoài vitamin C thì mỗi loại rau lại chứa những chất dinh dưỡng khác nhau. Chẳng hạn như là cùng là rau thanh nhiệt nhưng mà trong rau ngót lại có một lượng đạm rất là cao, chất béo, đường, kali, sắt, vitamin C, B1, B2 ạ. Chà, nhiều chất nhỉ cháu nhỉ. Vâng ạ. Cô bảo này, cái rau ngót này là nấu với tôm với cả thịt nạc bằm da. Ngọt đúng không? Ngon đúng không? Đúng rồi cô ạ. Rau ngót có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, rất là tốt đấy cô. Mỗi loại rau là một vị thuốc cháu nhỉ? Vâng đúng rồi ạ. Giờ người giàu mới tốn tiền ăn nhiều rau sạch đấy cô ạ. Cô cháu mình nhá, ở quê sẵn rau sạch như thế này nên phải tích cực ăn để đẹp dáng, đẹp da cô ạ. Cô phấn đấu ấy, da phải đẹp như kỹ sư Ngọc ấy. Cô cứ quá khen ạ.